Đêm qua, bạo lực đã tái bùng phát tại thủ đô Kiev của Ukraine khi đụng độ xảy ra giữa những người biểu tình và cảnh sát. Những người biểu tình đeo mặt nạ đã tấn công hàng rào cảnh sát bằng gậy, ném đá và cố gắng lật đổ một chiếc xe buýt. Căng thẳng gia tăng khiến cho cảnh sát và lực lượng chống bạo động đã sử dụng vòi rồng để giải tán đám đông quá khích tụ tập gần tòa nhà Quốc hội và trụ sở nhiều tòa nhà chính phủ. Cuộc tuần hành hôm Chủ nhật diễn ra sau khi những người ủng hộ Tổng thống Viktor Yanukovych vận động thông qua dự luật nhằm dập tắt những cuộc biểu tình đòi ông từ chức. Theo đó, luật mới sẽ hạn chế đáng kể quyền của những người biểu tình. Trước đó, hồi cuối năm ngoái, hàng nghìn người biểu tình chống chính phủ đã tràn ra đường phố của thủ đô Kiev và nhiều thành phố khác ở Ukraine để phản đối việc Tổng thống Yanukovych từ chối ký một thỏa thuận thương mại với Liên minh châu Âu.